Xin được kính chào quý anh chị em và các bạn. Thì hôm nay tôi lại mới về một cái mẫu xe Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động, sản xuất năm 2014. Anh chị em thân mến, thì cái mẫu xe này rất được đánh giá cao từ những năm 2009 đến năm 2019 bởi cái khả năng vận hành bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và khả năng giữ giá thành cực kỳ tốt. Toyota Fortuner máy xăng một cầu số tự động sản xuất năm 2014 này, thì cái mẫu xe này chúng tôi lấy nhập về thì lốp vẫn còn rất là nguyên bản, cả 4 lốp các bạn nhá. Xe khá là đẹp. Đây các bạn nhìn này. Chúng ta đi một vòng các bạn nhá. Một vòng. Xe hiện tại đang trưng bày tại số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Showroom ô tô Đức Thiện, Đức Bền ô tô. Số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Toyota Fortuner, hiện tại chúng tôi còn rất nhiều những dòng xe Toyota Fortuner, bao gồm có Toyota Fortuner máy xăng một máy xăng hai cầu sản xuất năm 2011, 2000 một cầu sản xuất năm 2012. Hai con máy xăng một cầu sản xuất 2014, một con máy dầu số tự động sản xuất 2018, một con máy dầu số sàn sản xuất năm 2019, và khoảng tầm 15 con Camry đang có mặt tại cửa hàng các bạn nhé. Rất nhiều những cái mẫu xe thuộc dòng xe Toyota hiện tại đang có mặt tại số 10 Thành Thái. Hiện tại showroom chúng tôi đang có khoảng tầm 70 cái mẫu xe, các bạn có thể lựa chọn thoải mái, giống như một siêu thị ô tô vậy các bạn ạ, rất là lớn. Số 10 Thành Thái, công viên Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nhé. Chắc đến cái địa chỉ này thì nhiều quý anh chị các bạn có thể chưa thực sự biết đến, nhưng mà nếu những ai ở Hà Nội thì chắc chắn là sẽ biết được công viên Cầu Giấy các bạn ạ. Công viên Cầu Giấy các bạn nhé. Đây. Keo chỉ thì cái xe này vẫn còn rất là nguyên bản các bạn ạ. Đây các bạn nhìn này. Chất liệu ghế này rất là mới. Chất liệu ghế rất là mới các bạn nhé. Vô lăng lái này. Đây, vô lăng lái đây các bạn nhìn này. Đấy, vô lăng lái này. Đầu DVD này, xe đi được 7.9 các bạn nhá, 7.9. Hệ thống điều hòa tự động này, hai vùng lọc, phổ số tự động 4 cấp. Hệ thống điều hòa tự động, hai vùng lọc. Keo chỉ vẫn rất là nguyên bản. Đặc biệt nữa là lốp này, lốp thì vẫn còn rất là nguyên bản các bạn nhá. Đây, chúng ta có lốp này, tuần thứ 43 năm 2019 này. Lốp tuần thứ 43 năm 2019 các bạn nhá. À, 2014 các bạn nhá. Đấy. Tuần thứ 43, 2014, lốp vẫn còn nguyên bản. Đây, vô lăng lái này. Chúng ta quan sát cái động cơ một chút các bạn nhé. Đây, động cơ đây. Ốc chân máy này, bô lông cổ xả còn rất mới nhá. Chưa có dấu hiệu tháo lắp. Đấy, toàn bộ động cơ, hộp số chúng tôi cam kết cho quý anh chị các bạn. Xe này hiện tại chúng tôi đang chào bán là giá 590 triệu, giá thì vẫn có thể thương lượng được. Nếu như anh chị em nào đến trực tiếp tại showroom hoặc gọi điện số điện thoại 09390 6333. Chúc anh chị thật nhiều sức khỏe, thành công và gặp nhiều may mắn. Xe hỗ trợ trả góp lên đến khoảng 70%, chuẩn bị khoảng tầm 220 triệu là có thể sở hữu ngay dòng xe này rồi. Xin được trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại quý anh chị các bạn.